Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giai TV. Kính thưa quý vị, bảo hiểm nhân thọ dễ tổn thọ chi mập mờ. Kính thưa quý vị, nhiều người cho biết nhân viên của ngân hàng khi mà tư vấn đã không cung cấp thông tin đầy đủ về bảo hiểm nhân thọ khiến cho họ lo âu sau khi nhận ra rõ sự việc. Theo đó, ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết đã tiếp nhận đơn của nhiều người dân tố cáo liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife phân phối qua ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, chỉ tính từ ngày 18 đến 20 tháng 4, 146 đơn tố cáo của người dân đã gửi tiền tiết kiệm tại SCB, nhưng bị hô biến thành gói bảo hiểm có tên gọi là sản phẩm Tâm An Đầu Tư của bảo hiểm Manulife đã được gửi tới Công an thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những người tố cáo, chị DTMNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã cho hay, trong năm 2020, khi đến SCB để mà đáo hạn sổ tiết kiệm thì được một cái nhân viên giới thiệu có gói tiết kiệm đầu tư sinh lãi cao. Nếu mà tham gia sẽ được tặng thêm bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ khi mà có rủi ro. Năm đầu tiên chỉ đóng 100 triệu đồng, sang năm thứ hai rơi vào dịch Covid-19. Cho nên không đi đâu được, chị được nhân viên ngân hàng gọi điện chia sẻ về dịch bệnh khó khăn rồi gợi ý điều chỉnh giảm đóng. Nhân viên này đã yêu cầu chị L sau khi tình hình bình thường trở lại thì ra phòng giao dịch để mà ký tên về sự điều chỉnh ở trên. Chị L nói, đến tháng 10 năm 2022, khi mà có vụ lùm xùm ở ngân hàng này, khi mà kiểm tra lại hợp đồng mới tá hỏa là bảo hiểm nhân thọ, tìm đến ngân hàng, được trả lời ngân viên tư vấn đã nghỉ việc, liên hệ Manulife thì nhận được thông tin nếu mà rút tiền ra ngay thì chẳng được bao nhiêu. Anh HCG ở quận 8 đã cho biết, gia đình của anh đã có nhiều sổ tiết kiệm tại SCB. Trong đó hai sổ với tổng số tiền hơn 361 triệu đồng. Khi đến thời gian đáo hạn, anh được nhân viên của ngân hàng tư vấn sang gói tiết kiệm đầu tư sinh lợi với lãi 9%, còn được là tặng thêm 5 triệu đồng và một chỉ vàng. Theo anh Dê, nhân viên tư vấn không cung cấp thông tin đầy đủ, không nói cụ thể đây là bảo hiểm nhân thọ cũng như là sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Nếu mà biết rõ thì anh đã không tham gia. Một trường hợp khác, chị HTB ngụ ở thành phố Thủ Đức đã kể, tháng 6 năm 2021, chị đến một cái chi nhánh của SCB gửi tiết kiệm và được tư vấn mua sản phẩm bảo hiểm với mức phí đóng là 100 triệu đồng cố định và 150 triệu đồng linh hoạt. Hơn một năm sau thì chị không thấy lại đầu tư chị chuyển về. Liên lạc với SCB thì được biết là phía Manulife chỉ có thể là hoàn cho chị 124 triệu đồng, còn 100 triệu đồng có nguy cơ mặt trăng. Vì nếu theo phải duy trì đóng trong 7 năm tiếp theo với số tiền 97 triệu đồng một năm. Để rõ thêm thông tin, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với SCB và Manulife. Phía SCB đã cho biết chưa có thông tin gì mới. Khi mà nhận được đơn khiếu nại của khách hàng, SCB sẽ tổng hợp và chuyển cho Manulife để mà trả lời vì công ty bảo hiểm ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng. Trong khi đó, Manulife cho biết đã ghi nhận thông tin liên quan đến việc là khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Công ty này cam kết là sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các yêu cầu. Việc này nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như là của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết. Theo tìm hiểu thì trong 140 đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hai trường hợp không hợp lệ cho nên đã trả lại tài liệu cũng như là có hướng dẫn gửi đơn lại. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin việc người dân tố cáo, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm. Về vấn đề giải quyết đơn tố giác tội phạm, bà Vũ Thị Xuân Nhệ, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, Điều 147 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải kiểm tra xác minh. Từ đó, một trong những quyết định như là quyết định khởi tố vụ án, quyết định không khởi tố vụ án, quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trường hợp vụ việc mà bị tố giác tin báo về tội phạm hoặc là kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc là phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết có thể là kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Khi mà giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
cơ quan có thẩm quyền có quyền là tiến hành các cái hoạt động cũng như là thu thập thông tin tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chị Biên là tên ca ở quận 10, một trong những người cùng chung nguy cơ mất tiền đã cho biết, các nạn nhân trước đó đã thành lập nhóm gần 400 người đến từ nhiều tỉnh, thành ở trên cả nước để mà chia sẻ những cái câu chuyện gợi ý mua bảo hiểm. Sau khi hàng trăm nạn nhân tâm an đầu tư gửi đơn tố cáo lên công an thành phố Hồ Chí Minh, thì nhóm trên có thêm gần 60 người xin tham gia để mà biết cách làm hồ sơ đơn tố cáo như thế nào. Từ đó gửi nội dung tố cáo đến cơ quan công an một cách là đúng nhất để được giải quyết sớm nhất.